Ngồi im ấy, ngồi im đâu té đâu. Đó, vô thôi. Cái đi mát quá em. Ba, từng ba hết rồi chắc. Cái này ba trên sữa, ba còn hai con chơi. Mẹ đang chạy lên đó. Mẹ đang chạy lên. Đó, chuẩn bị mở cửa chạy ra nè. Đẹp không? Đi ra đây ngắm cảnh. Đây mát ghê luôn ha. Đẹp không? Có menu không em? Em có gì kêu đi. Rồi. Ngồi đây. Sao chút nữa mặt ngỡ té bể đậu rồi. Ngồi đang qua nè. Đứng giữa, giữa nó té rồi. Ừ. Lớn vừa thôi. Má ha. Rồi tiếp tục mình đi qua đây nha. Đẹp ghê ha. Cái lỗ để trời mưa nước nó chảy xuống cái lỗ đó đó. Chảy xuống đất. Qua bên đây. Khu rạch bắp này phát triển quá trời luôn ha. Wow. Đây có hồ cá quá đẹp luôn các bạn ơi. Cái này là cá koi nha các bạn. Quán này có một cá koi, hồ cá koi rất đẹp luôn. Em thấy con cá này cũng có bầu rồi nè. Con cá này có em bé nè. Cái con hay cái bụng nó bự không? Con cá nhỏ là cá con à, đẹp lắm không? Ôi, 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 có cái ấy nước kia bưng lại đây nè. Cười lên. Đứng được không? Không ẩm xuống đi. Lần như đó cá ăn luôn. Mẹ ơi chơi sắp đồ. Đây là chùm ấy. Đây có cái hang lên trời nè.
cho em nè. Đây có cái bức hang lên lên trời này nha. Đây nè, nè cho mấy lại đây, cho hình đây cho mấy. Đây có nấc hang lên trời nè. Chỗ này rất là mát mẻ luôn các bạn ơi. Qua đây, qua đây. Ở đây là một cái quán cà phê, khu vui chơi nha các bạn. Nè coi Trâm Mỹ lên đây ba chụp hình nè. Rồi mẹ bước trở đây mẹ. Không đi cẩn thận nha, để té xuống á, cao lắm á. Rồi đứng đó được rồi. Ngồi im ấy, ngồi im đâu có té đâu. Nè để ba lên cao mẹ, mẹ chụp hình cho ba coi. Ba lên đi mẹ chụp cho ba. Khép cái háng lại. Thấy ghê quá mày. Ba mày ơi, thấy ghê quá, ghê không? Ghê quá. Đèo đỉnh rung rung rung. Cảm giác sợ sợ đúng không? Không có giận á, đứng rung rung rung. Đây là toàn cảnh khu dân cư Rạch Bắp về đêm nha các bạn. Bữa nay ngày thứ nên là nó cũng rất là vắng vẻ. Nếu mà thứ bảy chủ nhật thì chắc có lẽ là ở đây rất là đông luôn. Tại vì chạy Rạch Bắp đó, thấy không? Nè, đêm không thấy rõ được. Đó, ngay chạy Rạch Bắp nè, Rạch Bắp ở đây nè. Đây chạy Rạch Bắp. Chạy Rạch Bắp đó. Rồi ngồi qua đây, ngồi đây cho mát nè, lôi cái ghế ra đây. Em mát ha. Rất là mát mẻ luôn các bạn ơi. Chỗ này rất là lý tưởng. Nay lâu rồi mới nay ngày thứ nay vắng quá, nếu mà thứ bảy chắc đông lắm, chủ nhật. Đúng rồi, em nghĩ thứ bảy đông lắm luôn á. Như này lên lý tưởng uống trà sữa luôn. Vừa mát mẻ. Mát mẻ. Ở trên cao nữa. Thích vậy còn một tầng nữa. Lên tầng thứ tư nữa. Ngon cà mì. Hôm nay chịu hớ, anh ca riết ớn quá. Trốn gì sớm, để trà chửi con gái hả? Gia đình Trà My đi ở một cái quán trà sữa ở khu dân cư Rạch Bắp này các bạn ơi. Quán này rất là đẹp luôn. Hồi nãy có chơi ở dưới tầng 2 thì Trà My chơi khu vui chơi rất là thích. Bây giờ lên tầng 3, ở đây có trà sữa ăn vặt. Đi lại tầng
với lại có con gì? Có gì? Có là có con gì đó. Con gì đó? Con cá. Cá gì ạ? Không biết cá gì không? Không. Cá có một hồ cá coi rất là lớn luôn. Cái đó gọi là cá coi. Nhưng mà nó chỗ này không rất trời. Là nhưng mà nó có cái lỗ ở trên á. Cái lỗ đó. Sống ảo. Cái hồ nước ở trên, cái lỗ gì ở trên. Cái hồ. Nó đang đi chơi hết không? Hết rồi. Hết. Nếu mà chà My ngoan thì ba sẽ chở đi chơi hoài hoài luôn đúng không? Yeah. Mà nếu không ngoan mà không biết vâng lời nè, không chịu đi học giỏi nè. Sáng mà không chịu ngủ dậy không chịu đi học nè. Không được đi chơi nghe chưa? Làm đi chuyên gia cũng mà sáng mà chịu dễ đi học không cũng vậy. Sáng mai phải dậy đi học giỏi đúng không? Nhưng mà đi học tăng nửa đạp cái bàn rớt. Đi học phải đi học mới giỏi nó thông minh chứ muốn ngoan chứ nhà đâu ngoan đâu. Ngoan mới mua được sữa cho uống nè, không mua được sữa. Ngoan nè, ba mới chở đi chơi nè, đi chơi chỗ này hết không? Hết. Chỗ này rất là đẹp luôn nha các bạn. Mát thiệt, mát dễ chịu ghê. Đây ngày thứ tư. Ở đây rất là vắng người. Gia đình Trà My hôm nay đi đến đây uống trà sữa. Rồi. Uống cúp điện hả? Cúp điện. Cúp điện rồi. Uống cúp điện hả? Đây nó hơi tối các bạn nha. Điện thoại quay ban đêm không có chất lượng lắm. Mẹ ơi sao cúp điện rồi? Điện mà. Ngộ quá. À uống trà sữa mà. Uống đi, uống trà sữa đi. Uống hết không? Nãy ở dưới con chơi trò chơi gì nói cho mọi người nghe coi. Chơi trò chơi gì? Con chơi cờ tuột. Ồ, chơi cờ tuột mà. Chơi gì nữa? Chơi xe. Chơi xe nè. Chơi gì nữa? Hai cái rồi nè. Nhà banh nữa. Nhà banh nữa nè. Chú hầm nữa nè. Hầm nữa nè. Nhà tiếp nữa. Chơi cát nữa, quá chừng giờ chơi luôn các bạn ơi. Ở dưới tầng hai chơi cả xếp hình nữa. Ừ đúng rồi, còn gọi xếp hình nữa chứ. Còn xếp hình bự cho bé lửa luôn. Ừ. Nhưng mà con muốn lên tầng 2 nữa. Tầng 2 hả? Ở đây bữa nào mình chơi nữa, giờ mình lên tầng 3 mình uống trà sữa rồi. Tối rồi, chuẩn bị mình đi về bữa nào, giờ Trà My giỏi và chở đi chơi nữa, chịu không? Nhưng mà có tầng 1 không? Có tầng 1 là tầng 1. Hồi nãy mình chạy xe vô đó. Có tầng 4 không? Tầng 4, đúng rồi, hồi nãy thấy có tầng 4 nữa nhưng mà không biết có lên được không. Tầng 4 không, không có, đây chỉ có 3 tầng thôi. Có tầng sữa của thằng máy mình ghê. Rồi, thôi được rồi. Ngồi yên, ngồi một kìa. Thôi, chuẩn bị mình đi về thôi mọi người ơi. Mấy bà chào mọi người đi, gia đình Trà My đi về. Bye.